Chào mừng các, tất cả các bạn học sinh đã đến với khóa học này của thầy. Khóa học này của thầy mang tên là các phương pháp chọn lọc giải nhanh bài tập hóa học trung học phổ thông. Đây là một trong những cái khóa học tương đối mới và ở khóa học này thì thầy sẽ không đánh vào một đối tượng nhất định. Vậy thì cái đối tượng khóa học này thì lời khuyên cho các bạn là thường sẽ dành cho bạn học sinh lớp 11 hoặc các bạn học sinh lớp 12. Bởi vì trong khóa học này chúng ta sẽ có một số nội dung kiến thức mà đòi hỏi các bạn phải biết rồi. Ví dụ như là về phương trình ion, cách viết chúng ta cách xử lý liên quan đến một số ion mà rõ ràng ion chúng ta nằm trong chương trình lớp 11. Vì vậy cái đối tượng ở đây thì hướng đến đó là các bạn học sinh lớp 11 và các bạn học sinh lớp 12, đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12 các bạn nhé. Tất cả học sinh lớp 12 mà khi các bạn uh, chuẩn bị để bước vào những cái kỳ thi của chúng ta, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc các kỳ thi ở các trường đại học thì chúng ta luôn luôn là với đề thi trắc nghiệm thế nên chúng ta phải có những cái phương pháp để chúng ta có thể giải quyết được từ những bài tập mức độ bình thường một cách nhanh nhất cho đến những bài tập mức độ vận dụng cao mà chúng ta có thể gọi là làm đơn giản hóa chúng đi thì đấy là cái mục tiêu liên quan đến khóa học này thầy sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các định luật bảo toàn được áp dụng trong hóa học. Định luật bảo toàn thì thường các bạn chỉ nghĩ có liên quan đến bảo toàn khối lượng, bảo toàn điện tích, bảo toàn e, nhưng thực ra sẽ có nhiều định luật bảo toàn hơn. Và cái cách áp dụng các định luật bảo toàn này như thế nào? Đối với các bài tập cụ thể thì thầy cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái cách xử lý và khi nào chúng ta nên xử lý chúng Mục tiêu số 2 của thầy sẽ giúp các bạn có cái nhìn sơ lược nhất về phương pháp xử lý các bài tập vận dụng cao. Có như thầy nói lúc nãy, bởi vì vận dụng cao bây giờ là cái xu hướng của hiện tại và xu hướng của những năm kế tiếp. Thế thì đối với các đề thi mà có câu hỏi vận dụng cao nếu chúng ta chưa làm bao giờ hoặc là chúng ta làm một cách thủ công nhất thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và chúng ta sẽ không bao giờ đủ thời gian để chúng ta xử lý những câu hỏi trách nghiệm đấy. Thế nên chúng ta luôn luôn phải đặt ra cái mục tiêu là chúng ta làm được nhưng trong khoảng thời gian tương đối hợp lý và nếu mà tốt nhất thì sẽ là một khoảng thời gian ngắn nhất thì đấy là cái mục tiêu của khoa học này thầy đưa ra cho các bạn đối với các học sinh lớp 12 và các bạn là học sinh lớp 11 và muốn chúng ta tiếp tục tiếp thu thêm các kiến thức cũng như là cái phương pháp để chúng ta xử lý trách nhiệm và cuối cùng nội dung của khóa học này của thầy thì được chia thành hai phần phần thứ nhất của chúng ta sẽ nói về các định luật bảo toàn và cách áp dụng của chúng ví dụ như bảo toàn khối lượng bảo toàn e bảo toàn điện tích vân uh, vân rất là nhiều các định luật bảo toàn bảo toàn nguyên tố hoặc là về phương trình ion hoặc là liên quan đến các dạng bài toán về vô cơ cũng như là hữu cơ thì là nằm ở trong phần thứ hai là các bài tập vận dụng mức độ thông dụng và mức độ vận dụng cao ví dụ như bài toán hấp thụ CO2 dung dịch kiềm cách xử lý bài tập đồ thị cũng như là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng bài tập vận dụng cao về H cộng đồ ba trừ hoặc là những phương pháp quy đổi phương pháp tách nói chung là rất là nhiều thế đây là cái nội dung ở trong khoa học này và hy vọng nếu các bạn lựa chọn khóa học này thì chúng ta sẽ có đạt sẽ đạt được cái mục tiêu mà các bạn đặt ra khi mà chúng ta lựa chọn đăng ký khóa học này. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với rất là nhiều các bạn. Nếu mà chúng ta định hướng cái mục tiêu của chúng ta trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung thông cũng như là kỳ thi vào các trường đại học của các trường đại học tính riêng. Hy vọng là các bạn sẽ học một cách hiệu quả nhất các bạn nhé. Xin chào lại các bạn. Và nếu các bạn có điều gì thắc mắc, đừng quên hãy để lại những cái comment cũng như là gửi những cái email về tổng đài về bên uh, nội dung email của thầy hoặc là cũng như là bên tuyển sinh 247 chúng ta sẽ luôn luôn hỗ trợ nhau trong suốt quá trình học xin chào lại các bạn